Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục được cái lỗi chúng ta không tải được ứng dụng ở trên App Store nhé. Đây, hiện tại ví dụ mình đang tải cái ứng dụng này, thì khi mà mình bấm tải về này, đây khi mà mình bấm nhận này, đó thì nó cứ hiện lên như thế này. Nó yêu cầu chúng ta là xác nhận bằng OSIP TipTac này, và nó không cho chúng ta có thể là tải được. Ví dụ thông thường thì chúng ta sẽ bấm nhanh hai lần nút nguồn này để chúng ta ra tải ứng dụng xác nhận bằng khuôn mặt nhé. Còn bây giờ như thế này thì chúng ta sẽ không tải được ứng dụng này. Đó, thì để tải được ứng dụng trong cái trường hợp mà nó yêu cầu chúng ta xác nhận bằng OSIP TipTac như này đấy, thì các bạn sẽ làm giống mình nhé. Các bạn sẽ quay trở ra này, các bạn sẽ vào cho mình cái mục cài đặt này. Đây, các bạn vào cài đặt cho mình này. Sau đó là các bạn sẽ tìm cho mình cái mục là trợ lăng này. Rồi các bạn sẽ tìm cho mình cái mục là cảm ứng này. Đó, các bạn sẽ đi tìm cho mình cái mục là OSIP TipTac này. Các bạn sẽ chọn vào cho mình này. Rồi các bạn sẽ kéo cho mình xuống phía dưới đây, phía dưới cùng nhá. Nó có cái mục là xác nhận bằng OSIP TipTac này. Thì bây giờ các bạn sẽ tắt đi này. Các bạn sẽ chọn cho mình vào là sử dụng bấm hai lần nút nguồn này nhá. Đó, các bạn sẽ chọn vào đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở lại App Store để mình tải lại ứng dụng, coi sao nhé. Đó, bây giờ thì nó đã cho phép chúng ta có thể là bấm nhanh hai lần nút nguồn này để chúng ta xác nhận để tải bằng khuôn mặt rồi nhé. Bây giờ thì mình sẽ bấm nhanh hai lần nút nguồn này để tải ứng dụng này nhé. Đấy, các bạn chỉ cần như vậy thôi là chúng ta đã có thể là tải được ứng dụng về rồi này. Đó. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là tải được ứng dụng ở trên App Store khi mà gặp cái lỗi đó là yêu cầu xác nhận bằng OSIP TipTac thành công rồi nhé. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.